Kính thưa mọi người, hôm nay mình về ấp 3 ở Mỹ Phước Tây, xã Phú Cường ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để hút thăm một cái trường hợp của chị Tím bị bệnh thận ở trên 10 năm. Đó. Thế mình được biết là hiện tại bây giờ tiền nong là do mẹ của chị Tím, cô đi bán vé số, đi làm mướn để có tiền để mà lo cho chị. Chỉ có hai mẹ con ở trong cái căn nhà này thôi mọi người. Đó, khi nãy em vô là chị đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Dạ, đúng rồi, Dạ. dạ đúng rồi. Cô tắt cái máy quạt giùm con nha cô. Cô tên gì cô? Năm, đến Cô năm, thứ mấy? thứ năm luôn. À, con kêu cô Năm đi nha ha. Còn chị là chị Tím. Dạ, Dạ. chị xíu. Để em gắn cái mic cho chị nha. Dạ. Dạ. Năm nay chị Tím bao nhiêu tuổi chị? Dạ, Tết này nữa em 30. 30 Dạ. là bị trên 10 năm rồi đó, hả? Bị thận. Dạ. Mình bây giờ sức khỏe của chị như thế nào, chị nói cho em nghe đi. Dạ, mệt trong mình dữ lắm à. Với lại bác sĩ nói là có khả năng bị khối u tuyến giáp á. Dạ, chắc có thể bác sĩ nói là qua Tết coi đi khám bên tuyến giáp lại. Nếu như không được thì phải mổ nữa. Có nghĩa là cái thận nó biến chứng qua Dạ, khối nó u tuyến biến giáp. chứng. Dạ. Rồi mình thường thường là mình đi ra ngoài bệnh viện Cai Lậy để mình khám sức khỏe hay sao? Ừ, dạ không, đi lên Chợ Rẫy không à. Tháng nào cũng phải đi tới khám. Là trong suốt trong vòng 10 năm rồi đúng không hả? Dạ. Không, như bệnh thận này mọi người cũng biết đó, cơ thể nó rút rồi xanh xao như vậy. Mỗi lần đi là hai mẹ con đón xe đi lên trên Chợ Rẫy. Dạ, vô chợ rồi đi xe khách lên trển. Rồi đi lên trển là phải mướn taxi chở thuốc qua bên bệnh viện. Tại hàng tháng là tới 18 thùng thuốc. Thùng Làm thuốc thẩm phân phúc mạc á, truyền vô người á, lọc thận. Dạ. chứ mình không có chạy thận như những người Tôi khác. lấy ống Dạ. ổn ổn Là ổn lấy cái bịch đâu dịch đâu bịch thuốc. Em đặt ống như vậy nè anh. À đâu Dạ. là cái này là nó rẻ tiền hơn mình chạy thận, với lại nó đỡ thời gian hơn hay sao? Nó đỡ thời gian hơn nhưng mà nó nhiều tiền hơn. Tại cái thuốc này nó mắc. Chứ Mắc thời gian là mình cũng phải thay cái đoạn ống trong người mình. nè. Cái này là sử dụng như thế nào chị nói cho em nghe coi, Cái này em chỉ cho. là kết nối vô đây nè. Kết nối vô Kết nối đây. vô đây. Kết nối vô đây rồi bịch thuốc như vậy là kêu mẹ lấy cái bịch nguyên á. Rồi họ chở mấy cái thùng này vô cho mình luôn hả? Hay Dạ là không, mình cái tự này mình chở? phải mướn xe chở. Ở trong này là một bọc không, một bọc nước. Một bọc không, một bọc nước. Dạ, nếu như mình kết nối lại rồi cái trong người mình cho ra. Trong người mình cho ra xong rồi mình mới cho cái bịch thuốc mới vô. Ngâm là 4 tới 6 tiếng là xả ra một lần. Một ngày vậy là em làm 4 lần. À, em hiểu rồi. Có nghĩa là nó thay thế cái việc mình chạy thận, Dạ. nhưng mà nó sẽ tốn tiền hơn. Dạ. Chạy thận là mình phải đi tới đi lui. Dạ đúng rồi. Nhà thì không không có vậy, không có xe, không có điều kiện á. Rồi với em mệt hoài, mẹ đi bán nữa rồi chạy thận thì không được. Rồi phải làm bên này. Dạ. Cái này là thuốc mình thay ra rồi nè, cái bọc Dạ, vàng. em biết. Dạ. Như cái này á, là mình tốn khoảng bao nhiêu tiền cho một tháng? Một tháng khoảng 3 triệu là tiền thuốc luôn, có thuốc uống rồi thuốc chích với thuốc dịch này luôn. Chưa tính cái phí mà mình lên trên bên Chợ Rẫy, đúng không? Mướn xe, thuê Dạ chưa xe. chưa tính tiền xe, còn Ừ. tiền thuốc là khoảng 3 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu tùy theo tháng. Cái này ở trên Chợ Rẫy họ bán cho mình. Dạ. Còn nhưng mà chạy thận thì nó khoảng phân nửa thôi đúng không? Dạ. Khoảng 1,5 triệu, Dạ. nhưng mà cũng tốn công, tốn thời gian cũng Dạ. vậy. Tại vì mẹ em đi bán á, rồi đâu có ai dẫn em đi đâu. Đúng rồi. Gà yếu lắm, không đi một mình được. Rồi phải làm cái này. Thùng mua riết rồi cắt ra rồi lại một đống vậy luôn đó. Dạ. Để ống rồi nữa. Ngay chỗ cái tép đây là chị Mai để làm gì đây? Cái này đựng cái ống này Nè. anh, là cũng như là mình mang trong người suốt đời không có tháo ra được. Là ổn Dạ. nhất rồi.
Vậy đó. Con nước mắm kéo để là vô. Ủa vậy là hôm nay cô Năm không có đi bán hả? Đó, cô mới về quán cậu. Cô bán ở chợ Miền Đức Tây hả? Bán ở nhà ở chợ nên. Vậy là quen biết với cái chị bán vé số đó mới dẫn con vô đây đó ha. Quen biết chị đó. Cũng như là mới thì đi bán là biết gì chính chứ. Dạ. Hồi đó giờ cô không biết đã. Cô Năm bán một ngày bao nhiêu vé? Một ngày 150 à. 150 vé. Mà anh đi bán là nhiều khi con mệt rồi cái tả ế về nhà với con mình. Rồi đi ở nhà của mình đó. Chừng nào sức khỏe tốt thì mình đi bán. Còn sức khỏe mà chị Tím không có được tốt thì mình phải nghỉ ở nhà để mà trông với là chăm sóc cho con của mình. Con thấy cô Năm thì cũng không có được khỏe đúng không? Đúng rồi. À, cô Năm bao nhiêu, năm nay bao nhiêu tuổi? Nay sắp là 60. Thấy cô Năm cũng không có được khỏe. Mình có mình có mấy người con rồi cô Năm? Có hai người. Dạ. Rồi em trai nó có vợ rồi ở bên anh Giang, ở bên vợ đó. Rồi có mình nói nên nó là gái mà gái lớn nữa mà nó bệnh. Rồi em trai có phụ cho chị Tím không? Dạ không anh, tại có vợ có con rồi. Vợ cũng có chồng nghèo rồi không có giúp được. Cũng như là cũng muốn lo nhưng mà không dạ, có trong không khả có năng. Khả năng dạ. Vậy đó. Chị Tím ngồi đây nha, để em nhờ cô Năm dẫn xuống sau để coi nhà luôn nha, biết nhà. Nhà. Cô Năm cất hai cái bịch đó đi. Với lại mình đừng có để ở dưới đất như vậy. Cái đó trùng được không? Không sao hả? Để thay ra bỏ. Nhà của mình là xưa giờ là ở đây đúng không cô Năm? Xưa là ở đây là nhà nước cho cái nhà ở mấy ổng đó. Đất đất của mình nhưng mà mấy ổng thì giờ xây cho cái nhà. Ông ở đây là mình ấp 3 Phú Cường. Dạ. Ở Mỹ Phước Tây. Dạ, đúng rồi. Ngay dọn uống ông Táo, hút ông Táo về. Dạ. Ở đây cái sàn nước đây. Dạ, sàn nước đây nè. Ông ngoại em cho chỗ ở nè. Xây chỗ ở nữa. Đó. Ở đây là nhà tắm. Nhà tắm. Mấy ổng hởm biểu làm về đi rồi tao mới nghiệm thu. Còn không có nhà tắm là tao không có nghiệm thu. Đúng rồi. Yeah. Như bây giờ mấy cái nhà vệ sinh như vậy là cũng không có cho làm đâu. Phải nhà tắm mới được. Cái này là nhà của mình sao đó, nhà bà ngoại, cái ông ngoại, mà ông ngoại ổng mất rồi, ổng nằm rồi đó. Dạ. Ông ơi, nhiều khi đó. Tôi nào bán, tôi bệnh quá trời, tôi đâu dám cho ô tôi hay. Cô Năm bị bệnh gì? Bị cái gì mà nó bị trong cái đầu rồi ăn không được rồi sống mặt. Rồi hổng té. Thiếu máu rồi đó ha. Ừ, té, mấy rồi nó đỡ lên rồi nó mua thuốc chú. Có loạn tiền đình rồi đó, nên là ăn uống rồi mình phải cẩn kiêng. Rồi nó mệt rồi chạy nhít gì. Ủa cô Năm, bây giờ những cái tiền nong của chị Tím đó là tiền vé số của cô Năm dành dụm để mà mua thuốc hàng tháng với lại chi tiêu đồ lên trên chợ gãy hay sao? Hay là đi vay mượn gì? Không đủ mà chi phí không đủ để mua thuốc uống hàng ngày á. Để lát tôi lấy cho ôi, một bọc mà nó ăn ô miếng rồi ha, một lát nó ối ra cho nè. Rồi nó uống một bụng thuốc là một ngày là biết bao nhiêu thuốc đó, bác sĩ cho to ra ngoài một thuốc tiền quá đi là làm không sẽ. Rồi mình uống nhẫn nhẫn, mình đi mượn, đi xin, ta uống giúp đỡ. Cô Năm thiếu nợ đại lý nhiều không? Thiếu 2 triệu. Thiếu 2 triệu đại lý với số hả? Mượn 2 triệu mà nó qua tất cả, bán lần, nó trả hết lần. Vậy đó. Hổm tôi bị bệnh quá nên là tôi không đi bán được thì con tôi cũng mua thuốc không có tiền nữa. Nhưng tao mua thiếu. Mua thiếu cũng tao cũng bán thiếu nữa. Tao cũng cho. Mì tôm gạo rồi đó, họ cho đó ha. Họ cho đó. Mấy cái này gầm đồ hoặc là họ từ thiện rồi họ cho đó. Họ cho được nhiêu đó, nó cũng mừng quá. Bán số thì mất hoài. Thì khi em gửi vé vào bán mất.
bán kỹ kỹ á, chứ để mất rồi không có lời đâu rồi. Đi cả ngày mà không có lời thôi. Cái bụng lên nãy. Hồi nãy chị có nói với em là cái này là chị đeo suốt cuộc đời luôn, đúng không chị? Đeo suốt cuộc đời luôn. Không còn cái hướng nào hết. Tại vì cái bệnh thận này cũng lâu rồi. Rồi thêm hồi nãy thì em có hỏi thêm về những cái chi phí thì cô Năm có nói là đa phần là đi bán vé số, với lại là nếu mà thiếu hụt thì đi vay mượn. Chừng nào mình trở lại bệnh viện Chợ Rẫy? Dạ, 18 tây. 18 tây? Dạ. Còn riêng về cô Năm thì nãy cô Năm có nói với con là mượn ở đại lý là 2 triệu, còn thiếu 2 triệu đúng không cô Năm? Như thế này thì bước sang năm mới thì con có về quê, con cũng thăm quê, rồi sẵn tiện thì con thay mặt Mạnh Thường Quân đi thăm những cái trường hợp, và Mạnh Thường Quân có gửi đến cho con những cái khoản tiền, thì họ có dặn là trong dịp năm mới thì gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì thay thế họ trích ra cái phần tiền để trao đến cho những cái hoàn cảnh để có tiền chi tiêu các thứ. Ví dụ như giờ bây giờ mình bệnh tình thì mình cần tiền để mình thuốc thang đồ đó. Con xin đọc tên và cái khoản tiền mà Mạnh Thường Quân gửi đến cho gia đình mình. Hai cô Năm, chị Tiến. Dạ. Con xin đọc tên và các số tiền. Nhưng trước mắt thì con đã đọc số điện thoại của chị Tiến trước nha. Số điện thoại của chị Tiến bị bệnh thận đó là 0382124714. Thứ nhất là của chị Dung ở quận 4 là 500.000. Thứ hai là người tốt bụng ở Tân Bình là 500.000. Thứ ba là của chị Helen Nguyễn ở Mỹ là 1 triệu. Và cuối cùng là của anh em chú Tấn Nguyễn, cô Điệp Nguyễn ở Mỹ là 50 đô la Mỹ là 1.160.000. Thì tổng cộng là 3.160.000. Dạ. Đó. Gửi đến cho mẹ cầm tiếng chị Tím nè. Có năm cầm con ha. Cô Năm với lại chị Tím cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm con nha. Dạ, con xin cảm ơn Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho con, cho con có tiền để đi trị bệnh. Con xin cảm ơn. Cảm ơn giúp cho con có số tiền để trị bệnh cho con tôi. Cũng cảm ơn Mạnh Hồng Quân. Cảm ơn. Hồi nãy cô Phút có hỏi về ba của chị Tím, thì chị Tím cũng có nói là hai xin lỗi là cô Năm với lại là ba của chị Tiến cũng không có sống chung là cũng lâu rồi. Rồi ba cũng bị bệnh tai biến, đúng không chị? Có bệnh tai biến là đang ở Thiên Hộ hả? Dạ. Giờ chú nuôi, chứ giờ chú Út á nuôi, chứ như mẹ em với em giờ con không có khả năng, cũng như thôi lâu rồi, nay cũng mười mấy năm rồi. Vậy là ở trên đó xuống đây thăm hay là mình ở trên đây lên đó thăm? Không có đi luôn anh, tại không có khả năng rồi. Nhưng cha mẹ cũng ly dị lâu rồi đó. Hồi lúc em chưa bệnh, hồi em còn nhỏ yeah. Nhưng mà cũng có liên hệ với mấy chú rồi ở trên đó. Dạ, gài điện không có được luôn. Dạ. Không có liên hệ được luôn. Ông về tai biến nặng không? Dạ, cũng còn đi được, nhưng mà dạ như thần kinh á, dạ cũng có vấn đề, không có làm gì được á. Bệnh là em bao nhiêu tuổi? Chị bao nhiêu tuổi? Dạ hơn 2007 tới nay á. Hồi mười mấy, 16, 17 gì tới nay. 16, 17 tuổi. Dạ. Rồi lúc đó còn đi học không? Dạ lúc đó gia đình khó khăn, em nghỉ. Em đi làm mướn cho dì em á, đi cái vậy như giúp việc nhà. Rồi cái em mệt quá, em chịu không nổi. Rồi cái về đi khám mà phát hiện là bệnh luôn. À, thời kỳ cuối luôn, không có điều trị được ngày nào trơn. Thời kỳ cuối rồi mới mổ đặt ống rồi nè. Dạ. Mới phát hiện mà đã người ta chẩn đoán là thời kỳ cuối hả? Dạ. Tới giờ đã mười mấy năm rồi. Dạ, 13 năm.
Tưởng là trước đó cũng có đi học hay là hồi đó em học lớp 9 thì em mới nghỉ. Dạ. Mình khó khăn quá mình đi làm để mà phụ cho mẹ. Dạ. Chứ là em trai đúng không? Em trai lúc đó còn nhỏ. Dạ, hồi đó em còn nhỏ còn đi học. Ừ. Thì trước mắt là như vậy thì cũng như là năm mới, hồi nãy anh có nói. Dạ. Năm mới thì thay mặt Mạnh Thường Quân thăm những cái hoàn cảnh ở Tiền Giang. Thì hôm nay là trường hợp của chị Tím. Thì không biết nói gì hơn thì thay mặt mọi người chúc cho chị Tím được nhiều sức khỏe, gia đình mình được nhiều may mắn. Dạ. Em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình em. Em cũng chúc Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài để có thể giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn như gia đình em. Em xin cảm ơn. Dạ. Thì có những cái thông tin gì thì em sẽ gọi điện cho chị ha. Dạ. Dạ. Thôi xin kết thúc clip ở đây. Con chào cô Năm, chào chị Tím. Dạ. Dạ. Chào.